Vâng, hello. Hôm nay Lung Nghiệp em xin chào toàn thể các anh em nhé. Thì để mà nói thì hôm nay nắng ráo quá, đẹp quá. Đang dự định cho em bé này đi tắm đây các anh em ạ. Cho nó đi tắm cái cho nó thoải mái, cho nó sạch sẽ người. Bé. Đi tắm nhá. Em phải lấy cái xích để xích nó lại cái đã. Không thì nó ra ngoài thì sợ nó chưa quen, nó sẽ không chịu. Cho nó vào cái xích, xích nó vào. Nằm im đây, đứng im. Này nắng ấm rồi tắm cho mày được rồi. Chưa cả đi mua xà bông xà tắm cho nó, mới lại mua chậu to để cho nó tắm vào được, không thì cho nó cả người vào trong cho nó tắm. Ui giời. Khá là tốt, dội nước cả vào đến đến bên trong. Ui giời, không phải ướt hết người rồi này. Nó to thế này thì dội được mát lưng thôi các anh em ạ. Đấy, nó phải ngồi trong chậu thì nó mới bụng với chân nó mới ướt hết nước được. Nhờ cái chậu này của nhà mình thì bé quá, không làm gì được. Thôi tao té nước cho mày mát rồi. Nhét lên đây, đi đây, té đây, đứng ở đây. Ngồi xuống, nằm, nằm xuống. Chạy theo tao làm gì, đi kia đây làm gì. Tắm cho cà pháo này.
đạt được bao nhiêu? Rồi, 7 người đi. Yeah. Tha hồ mà vậy. Ướt mát nhá. Nào. Đây đây, bẹp. Này uống nước đi. Đấy cho luôn nó uống nước, chắc là nó cũng khá là khát đấy các anh em. Đây cũng uống này. Ui giời, vẫn phải. Bẹp. Ngồi xuống, bác. Ngồi. Nó rất thích đi các anh em ạ. Này sẽ cho nó đi lên trên này cho nó chiến đấu cái. Bác quay đây. Úi giời, hai con kia sợ chạy. Bác. Ngoan nào, không cắn nhau. Bác. Không cắn. Ui. Hai con kia sợ chạy mất anh em ạ. Tại nó to quá. À cho đi ra cổng cái để xem là nó. Cho đi tham quan cái. Bẹt. Quẹ đây. Đi vào nào. Nhanh lên. Nó đang đi đánh hơi các anh em ạ. Đây là triệu chứng của nó đi đánh dấu lãnh thổ đấy các anh em ạ. Theo như mình nói là vậy. Tôi chết đổ gãy mất cành hồng của mình thôi. Nào bé đi vào. Thôi đi vào đi. Đây nè. Đi vào tắm xong cái mát mẻ sướng. Bác đi vào chuồng. Và đi. Bác đi vào đây vào chuồng. Thôi bác không cắn nó. Đi vào chuồng. Đi vào. Đi vào chuồng. Nè. Đi. Mình phải đi trước nó mới đi được các anh em ạ. Đấy. Nhảy lên. Vào chuồng. Đi vào đây. Trèo đây. Bẹp. Vào chuồng. Vào. Đi vào đây. Lên đây. Đi vào đây. Mình phải vào trong thì vào trước thì nó mới vào anh em ạ. Nó chưa quen với cách mà mình bảo nó mấy. Đấy, giờ thì tắm rửa xong rồi mát rồi. Trời. Nó thích ôm lấy chân chân chủ lắm. Bác ngồi xuống. Ngồi. Xoa đầu cho mày thích. Ngồi xuống. Nhanh. Anh em xem thấy hay thì cho em xin một like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho em nha. Thì chắc là cái video cho bé đi tắm thì hôm nay đến đây là kết thúc. Thì em cũng xin cảm ơn đến toàn thể các anh em đã lắng nghe và theo dõi. Em thì hẹn gặp lại anh em ở video sau. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Tạm biệt. Bye bye.